Đây là video ghi lại hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 9, đoạn thuộc địa phận xã Đa Ca Rông, huyện Đa Ca Rông, tỉnh Quảng Trị. Điều đáng nói là trong khi tài xế còn mắc kẹt trong cabin xe, thì phía sau nhiều người dân đã lấy gạo từ xe gặp nạn. Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13 tháng 1, trên quốc lộ 9, đoạn qua địa phận xã Đa Ca Rông, xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ô tô tải do lái xe Nguyễn Văn Đông, 29 tuổi điều khiển. Trên xe có anh Bùi Duy Ngọc, 25 tuổi, cùng trú tại xóm 4, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, lưu thông theo hướng Đao Bảo, Đông Hà, thì tự gây tai nạn. Sau vụ tai nạn, hai người bị mắc kẹt trong cabin xe. Xe tải chở hàng trăm bao gạo nếp, trong đó có một số bao tràn ra ngoài do thùng xe bị hỏng. Phát hiện vụ tai nạn, một số người dân trên địa bàn tìm cách hỗ trợ đưa người mắc kẹt trong cabin ra khỏi xe. Tuy nhiên, nhiều người khác có hành vi hôi của, lấy các bao gạo nếp chở đi. Một số người đứng ra ngăn cản hôi của thì bị ném đá. Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường, nhiều bao gạo nếp đã bị lấy đi. Hai người mắc kẹt trong cabin xe được giải cứu kịp thời, trong đó anh Bùi Duy Ngọc bị thương ở chân, chuyển cấp cứu tại bệnh viện, anh Nguyễn Văn Đông bị xây xác. Sáng 14 tháng 1 năm 2024, Trung tá Tạ Quang Dung, trưởng công an huyện Đa Ca Rông cho biết, ngay trong đêm 13 tháng 1, khi có thông tin hôi của sau vụ tai nạn, công an huyện Đa Ca Rông đã triển khai lực lượng xử lý. Ngoài việc bảo vệ hiện trường, đơn vị huy động cán bộ chiến sĩ về tận nhà dân thu hồi các bao gạo nếp. Sáng 14 tháng 1, công an vẫn đang tiếp tục thu hồi. Ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đa Ca Rông cho hay, khi nhận được thông tin có vụ hôi của sau tai nạn giao thông, trong đêm 13 tháng 1, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã vào cuộc. Ông Thái Ngọc Châu chỉ đạo công an huyện Đa Ca Rông và các cơ quan đoàn thể vận động người dân trả lại gạo nếp lấy từ xe tải gặp nạn. Đến 1 giờ sáng 14 tháng 1, người dân đã giao nộp lại 47 bao gạo nếp. Sáng 14 tháng 1 tiếp tục thu hồi. Theo ông Thái Ngọc Châu, trong số những người lấy gạo của xe gặp nạn, có người dân ở bản Làng Cát Trên và Làng Cát Dưới thuộc xã Đa Ca Rông. Ngoài ra còn có cả người đi đường. Ông Thái Ngọc Châu cho biết thêm, người đồng bào thiểu số ở hai bản này rất tốt tính. Ông Châu nghĩ do hội chứng đám đông, thấy người này lấy được thì lao vào lấy. Nhưng khi bình tĩnh lại thì bà con đem trả. Như tối 13 tháng 1, bà con trả lại một ít. Chính quyền đang tuyên truyền để thu hồi lại. Ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đa Ca Rông cho biết, quá trình xảy ra vụ việc, có người quay clip và phát trên mạng xã hội. Lực lượng công an đang xác minh những người có liên quan. Nếu hôi của không trả lại, sẽ có biện pháp xử lý.